Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ cao cấp của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa tới các bạn một chiếc đồng hồ của Rolex với biệt danh là người chơi không chung. Thì như các bạn đã biết, Rolex là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nhưng chưa bao giờ cho ra mắt những chiếc đồng hồ có cơ chế phức tạp như là tourbillon, lịch vạn niên, mà thay vào đó là họ tập trung nâng cấp những cái bộ máy làm sao cho bền bỉ nhất, bắt mắt nhất, chất liệu tốt nhất. Vì thế nên là việc thương hiệu này cho ra mắt một chiếc Rolex lịch năm trong quá khứ là điều không ai dám nghĩ tới. Và đây, như các bạn đang thấy, đây chính là một chiếc đồng hồ Sky Dollar với mã hiệu 326139 mà Gia Bảo Luxury đang sở hữu. Chiếc đồng hồ này thì như các bạn đang thấy không hẳn là một chiếc đồng hồ thể thao. Trên thực tế thì chiếc đồng hồ này có những cái điểm tương đồng với cái bộ sưu tập Dated hay là Datejust, với cái lớp vỏ oyster bằng kim loại quý hiếm này, vành khía này, vân 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 vân. Đó, nhưng phức tạp hơn đương nhiên rồi. Đầu tiên thì chiếc đồng hồ này sở hữu lớp vỏ như bạn đang thấy đây là vàng trắng chứ không phải là thép các bạn nhé. Đây là vàng trắng, vàng trắng nguyên khối. Đó, có đường kính, chiếc đồng hồ này có đường kính 42mm không tính núm. Dây da cà sấu đen. Đó, các bạn nhìn thấy. Vành bezel của chiếc đồng hồ này thì nó là vành bezel dạng fluted, vành đặc trưng, vành khía đặc trưng của Rolex. Đó, núm chỉnh giờ góc 3 giờ. Hình logo, hình vương miện này. Và hai chấm tượng trưng cho hai tầng chống thấm nước ở trong cái núm này. Chiếc đồng hồ là mới 100% với tem, thân này, vỏ này, vân vân. Chiếc đồng hồ này thì có cái dáng tay càng giống như tất cả những chiếc Oyster khác, nó hơi hơi ôm vát. Đó, tức là cái dáng vỏ này của Rolex ấy sẽ nhìn trông to hơn so với size 42 một chút. Đó, các bạn có thể tưởng tượng là tiếp đến thì đó chính là phần dây của chiếc đồng hồ này. Dây của nó là được làm bằng dây da. Đó, dây da. Ở trong là có in Rolex Genève này, da cá sấu thật này. Đó. Và tiếp đến là bộ khóa. Đây là một bộ khóa gọi là khóa Oyster Lock thế hệ mới, là sự kết hợp tuyệt vời để tức là các bạn rất là chắc chắn đấy, khó bung. Đấy, rất là khó bung. Sử dụng chốt để tăng chiều dài và giảm chiều dài đi được khoảng tầm 2 cm. Đây. Đó. 2 cm. Khóa của Rolex thì đương nhiên cũng bằng vàng trắng rồi. Đây, các bạn đang thấy đây. Nhìn cũng rất là hoành tráng này đúng không ạ? Cái chất liệu vàng trắng này này, anh nghĩ nó giống như thép nhưng hoàn toàn không phải đâu. Cái khi mà bạn đeo lên thì bạn mới cảm thấy là cái cảm giác của nó nặng hơn thép rất là nhiều. Đeo cảm giác là rất là đầm tay. Đó, đây tất cả những gì về ngoại hình chiếc đồng hồ. Còn đây là đáy, đáy đồng hồ thì vẫn là đáy xoáy, dạng đáy xoáy được mài xước rất là tỉ mỉ. Đây, như các bạn đang thấy đây, bốn tay càng của đồng hồ thì được đóng đủ 4 chuyện của Rolex. Đó là chuyện vàng này, chuyện 750, chuyện cái cân và chuyện đầu chó. Đó, 4 tay càng này. Chiếc đồng hồ này thì có mặt số màu đen, các cọc số nổi bằng vàng trắng. Đó, như bạn đang thấy đây, một đĩa xoay hiển thị múi giờ 24. Đó, nhìn qua thì chiếc đồng hồ này quá là bình thường nhưng ít ai để ý. Nó chính là có một cái chấm đỏ, chấm đỏ đây, như các bạn đang thấy đây, nó chính là cái lịch tháng. Như các bạn đang thấy, cái chấm đỏ này nó đang ở số 11, có nghĩa là đây là đang ở tháng 11, ngày là ngày 21. Thì cái ngày ở trên đồng hồ này và cái chấm đỏ này nó cho ta biết hôm nay là ngày 21 tháng 11. Đó, cái điểm đặc biệt ấy của chiếc đồng hồ này và không giống với những chiếc đồng hồ khác, đó chính là cái vành bezel. Vành bezel này gọi là vành bezel xoay, tương tác với các bộ chuyển động để chúng ta có thể dễ dàng thiết lập các cái tính năng của đồng hồ. Bezel này ấy có thể được chuyển sang một trong 3 vị trí để chọn ngày này, giờ địa phương này, hoặc thời gian mà chúng ta tham chiếu ấy. Cái vành bezel này ấy thì rất là phức tạp với xấp xỉ 60 linh kiện và thành quả của rất nhiều những cái kỹ thuật chế tác đồng hồ hiện đại và công nghệ tiên tiến của Rolex. Đó, tí nữa thì tôi sẽ hướng dẫn để chỉnh ngày, giờ
và Dual Time để các bạn có thể theo dõi. Chiếc đồng hồ này sở hữu cỗ máy 9001 là một cái cỗ máy coi phức tạp nhất của Rolex, với 7 băng sáng chế, 40 chân kính, 72 giờ dự trữ cót và tần số dao động là 28.800 nhịp trên 1 giờ. Đây là những cái thông số cơ bản của bộ máy này. Cỗ máy này thì cũng giống như tất cả những cỗ máy khác của Rolex đều có cái chứng nhận Super COSC, với cái độ sai lệch chỉ có cộng trừ 2 giây một ngày mà thôi. Giá hãng của chiếc đồng hồ C$326139 trên tay tôi là 39.550 USD. Đó, đấy là giá hãng của chiếc đồng hồ này. Và sau đây, đây là một cái phần rất quan trọng mà tôi lưu ý các bạn khi sở hữu chiếc đồng hồ này nên nghe qua. Đó chính là cái sử dụng, cách sử dụng vành xoay bezel của Rolex Citroen. Nếu như các bạn không sử dụng quen hoặc là chúng ta vặn linh tinh ấy, nó dễ dẫn đến là gãy các linh kiện bên trong. Chi phí sửa chữa và bảo hành rất là tốn kém. Đó. Đầu tiên thì chúng ta phải chỉnh múi giờ thứ hai. Đấy, tức là giờ trong cái đĩa quay trắng này trước bằng cách nào? Đầu tiên vặn núm, kéo ra một lớp. Đấy, như các bạn đang thấy. Cái vành xoay này nó rất là hay một điều, nó có 3 nấc, cả một nấc mo nữa thì gọi là 4 nấc. Các bạn hiểu nhá. Có thể đơn giản như này này. Đây, cái cơ chế khi mà tôi rút ra một nấc và tôi xoay, nó không quay, nó không thay đổi bất kỳ một cái chức năng nào, nó gọi là mo. Tôi gọi là mo. Về mo giống như kiểu đi xe máy ấy. Tiếp đến, để chỉnh cái giờ múi giờ thứ hai này, múi giờ thứ hai này, thì chúng ta phải quay đồng hồ về vị trí số 3. Khi các bạn ấn cái vành này xuống một chút và bạn xoay theo chiều từ 12 giờ đến 6 giờ đây, chiều đây, nó ngược chiều kim đồng hồ, thì các bạn sẽ thấy nó các cái khớp đây nhá. Mình sẽ thử các bạn này, một khớp này, hai khớp này, ba khớp. Đó, đấy là vị trí số 3. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta sẽ chỉnh được múi giờ thứ hai. Đây, như các bạn đã thấy. Bằng cách này, đấy. Múi giờ số 2. Trước khi đóng nút đồng hồ lại thì chúng ta lại quay về vị trí mo, vị trí ban đầu, bằng cách quay ngược lại 3 lần. 1 2 3 xong. Khi lúc này chúng ta quay núm, các chức năng không di chuyển, thì chúng ta đóng núm lại, ok, xong. Và lại vặn núm lại như lúc ban đầu. Tiếp đến, đấy chính là giờ địa phương, hay là gọi là giờ chính đấy, chính là cái giờ kim giờ cái phút này này. Đấy, thì chúng ta sẽ lại rút ra, đặt vành đồng hồ về vị trí thứ số 2. Đây, các bạn nhìn nhá. 1 2 đó, thì lúc này tôi xoay núm này, cái kim giờ nó nhảy. Đó. Đây, đó, các bạn có thể nhìn thấy. Giờ địa phương của chúng ta bây giờ đang là 11 giờ hoặc 12 giờ 16 phút chẳng hạn, thì chúng ta để 12 giờ 16 phút. Đó, thế thôi. Đóng đóng lại. Thế là chúng ta vừa có một múi giờ địa phương là 12 giờ 16 phút và một múi giờ đâu đó cách chúng ta một tiếng, 11 giờ 16 phút đấy, thì chúng ta theo dõi được cả hai múi giờ luôn. Đó, như các bạn đang thấy. Tiếp đến thì chúng ta lại phải xoay về 1 2. Rồi, các chức năng đã đóng lại. Đó, thì chúng ta lại yên tâm đóng nút, ấn nút lại và xoay vòng. Đó, thế là chúng ta đã có hai chức năng. Cuối cùng đó chính là thiết lập ngày và tháng. Cái này rất là quan trọng. Thì chúng ta xoay vòng, rút ra nhá, rút ra này, rút ra, xoay bezel về vị trí thứ nhất này, xoay bezel về vị trí thứ nhất. Đó, một đấc. Và bây giờ thì chúng ta có thể vặn lên vặn xuống đây nhá. Đấy, vặn lên là lịch sẽ trở về lùi, còn vặn xuống thì lịch tiến. Đấy, như ngày hôm nay đó là ngày 27 thì tôi sẽ cho vặn ra ngày 27 đi. Đấy. Xong. Còn nếu như bạn muốn nhảy tháng thì bạn thì cứ vặn hết đủ các ngày thôi thì là tháng sẽ tự nhảy. Đó, rất là đơn giản.
và trước khi đóng đồng hồ thì chúng ta lại đặt vị trí về mo. Đó, về mo, ấn đồng hồ, vặn. Rồi, đó, đó là chỉnh các thông số của chiếc đồng hồ này, rất là phức tạp, đúng không các bạn? Chiếc đồng hồ đang trên cổ tay tôi với chu vi 16,7 cm, cổ tay dạng tròn, đây như các bạn đang thấy, khá là vừa vặn. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về chiếc đồng hồ này, mời các bạn qua Gia Bảo Luxury 59 Lý Nam Đế để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.